chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Huấn Nguyễn nha. Thì hôm nay mình đi quay xe cũ cho anh em, thì mình có săn được chiếc Sibo ở tiệm cửa hàng xe gắn máy anh Tâm. Đây, tên bản hiệu của ảnh và địa chỉ cũng như là số điện thoại nha các bạn. Các bạn nào có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp nha. Các bạn đừng liên hệ mình, tại vì mình chỉ đi quay để thông báo cho các bạn thôi, chứ mình cũng không có làm về cái việc này. Các bạn cứ thắc mắc thì cứ alo thẳng về cái số điện thoại này nha. Đó, mình là giữ lâu cho các bạn này nha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô trực tiếp cửa hàng, mình sẽ quay cho các bạn chuột chiếc Sibo 1998, đúng chất, không một chút gì gọi là lai đồ, trừ ra cái cặp vỏ nha các bạn nha. Đây, Sibo RGB 1.2 nha các bạn. Đây, Suzuki ha. Đây, có lẽ thì cái video này mình chỉ nói ngắn cho anh em thôi, tại vì nếu anh em nào biết chơi Sibo thì các em nhìn vô cũng biết là đồ riêng hay đồ lô hết rồi. Trước tiên mình sẽ báo giá cho anh em luôn để anh em khỏi thắc mắc nha. Anh em ở tỉnh Tây Ninh là bao sang tên, bao ra cờ bạc ok hết cho anh em là 130 triệu. Rồi anh em ở tỉnh khác thì bao rút hồ sơ cho anh em là 130 triệu luôn nha. Rồi anh em biết xe này là chủ nhân rất là kỹ cỡ nào rồi ha. Để tại sao mình nói kỹ, để mình quay cho anh em xem. Dán kèo đây các bạn, dán kèo nha các bạn nha. Nè, đó những cái gù này người ta sợ trầy luôn, người ta phải ngay trắng keo này các bạn nha. Đó, da nhẹ ok, ăn bóp quá sướng luôn. Bóp này là không phải chê gì hết đó các bạn. Đây, trắng keo luôn nha. Đây, có những cái đường keo bị nứt đây rồi các bạn. Đó, mà thấy không, xe kỹ đến mức nào là không trầy xước luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn giờ gỡ keo ra mà nó bị ố á, các bạn đánh nano lên là bao bóng như là xe hãng luôn, thật sự với các bạn. Đó, đây, trắng keo này các bạn. Đó, xe bạn thấy đẹp chưa? Đó, nè, quay vào trong cho bạn xem nha, để mình bật lát cho nó có cháy không ha. Đó, nha các bạn, xe sạch sẽ nha, sạch sẽ nha các bạn. 130 triệu, bao sang tên chính chủ đàng hoàng hết. Xe là cực đẹp chứ không nói là đẹp nữa nha các bạn. Đây, để mình quay chi tiết cho bạn soi nha. Đó, đây, hãy quay từng con ốc cho bạn xem mà xe này có rã máy hay chưa nha. Đó, mình sẽ quay kỹ cho anh em xem hết luôn là xe có rã máy hay chưa ha. Giá 130 triệu thì đúng chất, tiền nào của nó nha. Nè, các bạn xem kỹ nha. Bao cho bạn hết. Bạn có nhu cầu cứ alo cái số trên cửa hàng mình mới vừa quay á. Chứ mình thì mình thua à. Nha các bạn nha. Đó, để mình coi cái số này. Dạ, mình mở yên lên cho bạn xem cái nha. Đây, đây các bạn, số sườn này ha. Ở nha các bạn, rồi 1998 nha. Thì cái hàng anh Tâm này nó thật với các bạn là bán xe dòng khác như thế nào bạn biết, chuyên gia bán xe riêng, đặc biệt là dòng ad là xe đã rớt đầu là không bao giờ thu vào á. Đây, đây vỏ nè các bạn, vỏ này thật sự mình không rành mình sẽ bôi cho lắm, không biết là gì. Vỏ riêng này vỏ lô nữa, mình nghĩ chắc là vỏ lô thôi, tại vì có thời gian rồi. Nếu có heo rồi bạn nó xin ha, heo thắng còn dày nha. Đó, xe còn là cực đẹp nha anh em, chứ không là đẹp nữa. Nên bô nè. Đó, đây các bạn. À, đây các bạn nhìn kỹ cái xe có rã máy hay chưa nha. Đây, kỹ nha. Lấy nét cho anh em xem. Đó, đó các bạn. Đó, nhìn kỹ nha. Cái này các bạn đừng nghĩ là rã nha, không phải nha các bạn. Nếu mà rã được một con này, những con này không rã là cũng như không thôi. Các bạn nhìn kỹ nha, không phải rã nha, xe còn nguyên zin nha các bạn. Lốp còn bóng bẩy nha, nè. Xe dán keo nè, giờ tới giờ các bạn nghĩ là ok cái nào rồi đó. Hẳn ngon á, nó hơi bị chợt tí xíu nè, hơi sâu. Nhẹ nhão này nha các bạn. Đó, đó, đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đạp lên thử cho anh em nghe tiếng nó như thế nào nha. Đạp luôn.
ba tiếng nha. Ừ, tắt máy đâu. Giờ anh đi vô đóng máy quá. Ừ, nhảy ra luôn. Nhảy đóng máy nè. Các bạn, số này là số gì đây? Ờ, số gì đây? Quay chi tiết rất là kỹ cho anh em xem nha. Đây, giữ cầm rin luôn này nha anh em. Càng bị ngạt mũi rồi. Càng bị ngạt mũi rồi anh em ơi. Nút con xài được nha, nút tắt máy con xài được nha anh em. Ngon lành. Tới cái gù này anh em nghĩ là giá keo luôn rồi, hiểu rồi đó. 130 triệu rồi, đáng giá 130 triệu. Anh em đừng có che mắt. Xe nào thì của đó thôi. Từ số nha anh em. Rồi, làm lần lần nữa cho anh em nghe, nghe thử cái máy là mình sẽ ốp nha. Đây con nè. Rồi. Rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp số điện thoại của anh Tâm. Như trên đầu video mình đã có quay cái tên cửa hàng của anh ấy nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ hãy đến like và chia sẻ để ủng hộ video mình nhé, và đăng ký để cập nhật những video mới cho mình nha. Rồi ok, bye bye, chào bạn nha.